Nhìn nè các bạn, đây là một cái mô hình là trồng cây thanh long mà xen canh với cây húng quế ha. Thì mình để mình kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện ha. Hôm bữa thì mình có vài người bạn ở bên Long An á, cũng bên Châu Thành Long An nè. Mấy bạn đó có nhắn tin trên kênh mình á, là mấy bạn đang trồng thanh long mà không biết là xen canh với cái cây gì mà nó hiệu quả. Thì mình có là chia sẻ cho mấy anh chị đó là nên trồng cái húng quế đi. Thì để bữa nào tôi rảnh tôi đi quay những mấy cái mô hình mà trồng thanh long mà xen canh húng quế cho mấy anh chị xem. Thì nay thì cũng lên clip đó, thì sẵn là kể lại cái câu chuyện này cho các bạn nghe luôn. Thì trồng húng quế mà xen canh với cây thanh long này các bạn, nó rất là hiệu quả luôn, nó không có ảnh hưởng gì tới cây thanh long á, tại vì cây húng quế này nó không có bệnh nhiều. Và hạt giống thì các bạn có thể là qua kênh là Mừng Gò Công Vlog ha. Cái kênh đó là chuyên gia là bán về cái hạt giống quế đó, cũng như là hỗ trợ về kỹ thuật đó. Hình như là bạn đó bạn bán cái quế thái chùm như thế này nè, là 150.000 cho một lạng ha. Còn nếu như mà anh chị mà mua nhiều á, ví dụ như mua cả ký hay gì đó, thì anh đó anh sẽ bớt tiền ship, hoặc là anh đó sẽ giảm giá cho mọi người ha. Nhưng mà mua lạng là 150.000 á, bên kênh đó đó, kênh Mừng Gò Công Vlog. Thì đây là cũng một cái mô hình của thằng bạn mình ở trên Bình Nhì thôi. Mình ghé đó mình quay cho mọi người xem, sẵn là trả lời câu hỏi cho những anh mà ở bên Long An á. Hôm bữa là mấy ảnh trồng thanh long mà mấy ảnh không biết xen canh cái gì hết. Tại vì có đợt thanh long nó rẻ mọi người, chứ không phải là lúc nào thanh long nó cũng mắc. Mà trồng húng quế này á, cây nó cao khoảng đâu là 2-3 tấc là cái mình cắt cành rồi. Thành ra là nó không có ảnh hưởng gì tới cây thanh long của mình á, xịt thuốc gì cũng rất là ổn luôn đó. Còn với lại cái dưới gốc thanh long của mình á, mình đổ cái phân chuồng á, thì cái quế này nó rất là thích hợp. Mọi người hiểu không? Nghĩa là một công là hai chuyện luôn. Hôm bữa thì mình có một cái mô hình là trồng xen canh cây cà pháo nữa. Nhưng hiện tại là cà pháo nó hay bệnh mọi người. Thành ra xen vô thanh long á, xịt thuốc cũng rất là nhiều. Thành ra là giới thiệu cho mọi người về cây húng quế này. Mình không có xịt thuốc nhiều. Hôm nay là đi quay cho mọi người xem một cái mô hình xen canh khá là hiệu quả ha. Tại vì quế này là quế cắt cành mọi người. Nói chung là mình mua mình trồng một lần vậy mình ăn được cả năm á, mình cắt cành. Để đi tới cho mọi người xem ha. Và nếu như mà anh chị mà trồng thanh long thì đất anh chị cũng đã cao rồi, thành ra là trồng cái húng quế này cũng rất là ổn. Nó không có bị ngập lụt hay ngập nước gì ha. Đó thì anh chị mà cần hạt giống thì cứ qua bên kênh đó. Tại vì mình cũng biết cái kênh đó là chuyên gia quay về húng quế á, với lại là chuyên gia về kỹ thuật. Sẵn là chia sẻ cho mọi người luôn. Nói chung là anh chị cứ mạnh dạn mà xen canh thôi. Nhiều anh chị nghĩ là trồng thanh long mà giờ xen canh với quế nữa là cây quế nó sẽ bệnh, ảnh hưởng tới cây thanh long của mình. Thật chất các bạn, cây quế nó không có bệnh nhiều. Chỉ có những cái cây mà thuộc dòng lá nhám á, thì nó mới bị sâu rầy nhiều rồi, nó mới ảnh hưởng tới những cây như là cây thanh long thôi. Ở đây mình trồng song song cái gốc của nó nè, mọi người có thể xem được hết.